Làng Túc Cầu vẫn đang ở trong giai đoạn thiếu vắng các trận đấu đỉnh cao và giới truyền thông buộc phải tìm ra những câu chuyện để hâm nóng bầu không khí. Theo đó, không biết vô tình hay hữu ý mà cựu cầu thủ Sergio Aguero đã gây bão mạng xã hội bằng cách liệt kê ba tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại có tuyên bố. Ba trung phong hàng đầu trong lịch sử dưới góc nhìn của tôi là Ronaldo Nazario, Thierry Henry cùng với Luis Suarez và họ được xếp theo thứ tự đó. Tất nhiên các cái tên kể trên đều là những máy dội bom của số có má và không ít khán giả đã tấm tắc khen Aguero tinh tường và có khả năng đánh giá. Tuy vậy dường như danh sách trên vẫn thiếu ai đó và chỉ cần kéo xuống phần comment của những bài đăng liên quan đến chủ đề này thì ta sẽ thấy khá nhiều những ý kiến dạng như Aguero thật là hài hước hay sự ghét bỏ mà Aguero dành cho Cristiano Ronaldo chắc là vô tận. Hoặc Cristiano giỏi hơn tất cả những người được liệt kê nhưng anh ấy sẽ không xuất hiện chỉ vì sự thù địch. Quả là những lời đáp trả rất mạnh mẽ từ những fan của ngôi sao người bồ. Nhưng thật ra người hâm mộ CR7 không hề lạ trước các ý kiến trái chiều mà Aguero dành cho thần tượng của mình. Cụ thể cách đây vài tháng thì chính cựu tiền đạo của The Citizen đã gây bão khi cho rằng những bàn thắng từ đá phạt của CR7 chủ yếu là ăn may và do lỗi của đội bạn. Thậm chí trụ cột một thời của Albiceleste đã thẳng thắn bày tỏ: các bạn hãy nhìn lại các pha lập công của Ronaldo, toàn bộ các bàn từ chấm đá phạt toàn là ăn may cả. Messi thì sút ở mọi góc độ, còn Raul hay Benzema cũng có nhiều bàn đẹp hơn Ronaldo. Cảm thấy nói chung chung như vậy vẫn là chưa đủ nên cựu tiền đạo 35 tuổi còn nêu ra một ví dụ cụ thể về pha lập công từng giúp CR7 đoạt giải bàn thắng đẹp nhất năm 2009 là do lỗi thủ môn, và đây quả thật là một ý kiến gây tranh cãi. Nguyên nhân là do cú sút tung lưới Porto năm nào được CR7 thực hiện ở cự ly 40m cùng quỹ đạo rất khó, và với nhiều người thì đó vẫn là một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong lịch sử Champions League. Tất nhiên, nếu xét về thống kê tuyệt đối thì số pha lập công từ đá phạt của Ronaldo hiện tại vẫn đang thua kém Messi, nhưng đó không thể là lý do để nói rằng CR7 chỉ toàn ăn may trong các tình huống bóng chết. Nguyên nhân là bởi chẳng ai có thể may mắn nhiều đến thế, và ngay trong cuộc tranh cãi kể trên thì những fan của tiền đạo 38 tuổi cũng có đủ luận điểm để phản biện. Theo đó, họ đã tính được rằng thần tượng của mình có số bàn thắng từ đá phạt tại Premier League nhiều hơn mọi cầu thủ từng chơi cho Man City, và việc này có thể khiến Aguero phải cân nhắc lại. Tuy vậy, cựu sao của Man City dường như vẫn không muốn buông tha chân sút 38 tuổi khi tiếp tục lôi nhân tố người bồ lên những buổi trò chuyện của mình. Theo đó, trụ cột một thời của đội tuyển Argentina không những khiến người hâm mộ CR7 nổi khùng bằng việc cho rằng idol của họ chỉ là một cầu thủ bình thường, thì lại tiếp tục gây tranh cãi khi bỏ quên cựu sao Real Madrid ở danh sách 3 tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử đã xuất hiện ở đầu clip. Do vậy, sự chỉ trích lại tiếp tục hướng về phía cựu sao Atlético Madrid khi mà các thống kê đã chỉ ra điều ngược lại với quan điểm của streamer 35 tuổi. Theo đó, trong suốt sự nghiệp của mình thì cả Henry và Ronaldo de Lima đã lập công tổng cộng 832 lần và một mình CR7 đã vượt qua cột mốc kể trên vào tháng 4 vừa rồi. Tất nhiên còn nhiều yếu tố nữa để tạo nên một tiền đạo chất lượng, nhưng bàn thắng luôn là chỉ số quan trọng nhất, và dựa vào luận điểm này để nói Aguero coi thường chủ nhân 5 quả bóng vàng xem ra cũng chẳng sai một chút nào. Rõ ràng Ronaldo khó có thể là một cầu thủ bình thường, và thậm chí với không ít fan thì ngôi sao 38 tuổi còn là một trong những huyền thoại xuất sắc nhất của lịch sử làng Túc Cầu. Do đó, những người hâm mộ tiền đạo người bồ hoàn toàn có thể yêu cầu Aguero công tâm hơn trong những phát ngôn, hoặc nếu được thì hãy chọn một chủ đề khác để đưa ra ý kiến. Tuy vậy, nếu nhìn mọi chuyện góc độ tổng quát và nhẹ nhàng hơn một chút thì cựu sao Argentina cũng đã có vài lần công nhận sự xuất sắc của Cristiano Ronaldo. Theo đó, Aguero từng có thời điểm đánh giá CR7 sở hữu những tố chất của một tiền đạo tốt hơn Lionel Messi qua phát biểu: Cristiano Ronaldo có những điểm vượt trội so với Lionel Messi. Với những gì Ronaldo đang có và khi tự tin thì anh ấy sẽ ghi bàn. Quả thật là một lời khen có cánh, và cũng trong buổi phỏng vấn này thì cựu cầu thủ Atlético Madrid đã cho rằng cả CR7 và El Puga đều là những tài năng đặc biệt. Thậm chí khi mà cơn bão chỉ trích nhắm vào mình đang tăng cao thời gian gần đây thì Aguero cũng đã nhanh chóng đính chính bằng phát ngôn: về những lời chỉ trích mà tôi nhận được khi nói rằng Cristiano Ronaldo là cầu thủ bình thường thì tôi không quan tâm người ta nói gì. Tôi đã ở cùng với người bạn Ibai và nói điều đó như một trò đùa, bởi vì Ibai là một fan hâm mộ Real Madrid. Tôi đã nói tất cả chỉ là đùa thôi, nhưng mọi người lại coi đó là nghiêm túc. Vậy là tất cả chỉ xuất phát từ việc Aguero muốn khịa người bạn của mình một chút, và mọi người chỉ đang nhạy cảm quá thôi thì phải. Tuy vậy, không phải fan của CR7 nào cũng cảm thấy hài lòng với lời giải thích kể trên, và thậm chí nếu đặt mình vào vị thế của Ronaldo thì nhiều khả năng tiền đạo đang khoác áo Anas cũng chẳng vui vẻ gì. Nguyên nhân là bởi dù đã quen với những chỉ trích từ lâu,
Nhưng nếu những phát ngôn đó đến từ một người trong nghề như Aguero thì khả năng cao là đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha cũng có chút chạnh lòng. Tuy vậy, nếu tạm bỏ qua hình ảnh với một cây săn bàn cự phách mà chỉ nhìn Aguero dưới tư cách streamer thì mọi việc có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút. Theo đó, hình tương tác này thì đôi khi tính kịch bản không được coi trọng bằng cảm xúc tự nhiên và bất chợt. Do đó, việc cựu sao Atlético Madrid cao hứng nhận xét người này đã kém hơn người kia hay thỉnh thoảng dìm hàng những người đồng nghiệp cũ cũng là điều có thể đoán được. Đó là đặc tính của hoạt động mà cựu tiền đạo 35 tuổi đang làm, và đôi khi chuẩn mực quá thì lại không vui. Chỉ có ngừng stream thì mới không tạo ra lỗi, còn nếu cựu cầu thủ của Atlético vẫn muốn hàng ngày lên tương tác trực tiếp với những fan thì vạ miệng là điều khó tránh. Thậm chí bên cạnh các ồn ào với Ronaldo thì cách đây không lâu, chính Aguero cũng bị nhiều fan của Real Madrid và tuyển Pháp chỉ trích rất nhiều khi có những câu nói không đúng mực về Eduardo Camavinga hồi World Cup 2022. Được biết, buổi stream hôm đó của cựu sao The Citizen có tới 500.000 lượt xem và những từ ngữ được ghi lại không hề nhẹ nhàng một chút nào. Thế nhưng sau đó Aguero vẫn bình thản giải bày cho các fan hâm mộ rằng đó chỉ là một câu đùa vui trong lúc đang live stream thôi. Lúc nào live stream tôi chẳng đùa kiểu đó, và mọi người cứ đào lại mà xem. Tôi không có ý xúc phạm Camavinga, khi đó là một cậu nhóc tuyệt vời. Mọi người đừng cố bới chuyện như vậy. Quả là khó tin đúng không? Nhưng nếu lùi lại vài tuần trước đó thì ta sẽ thấy đúng là Aguero nghĩ sao nói vậy khi cựu cầu thủ này cùng từng đưa cả huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Argentina lên clip sau trận thua Ả Rập Xê Út cùng lời nhắn: "Này Scaloni, tôi phân tích chi tiết hết cho ông luôn đây. Ông không cần phải nói gì cả đâu, cứ cho các cầu thủ xem video này của tôi là ok thôi." Quả thật là một người làm truyền thông biết tạo điểm nhấn, và rõ ràng chúng ta cũng cần tách biệt hình ảnh của một Aguero cầu thủ với một Aguero streamer ở thời điểm hiện tại. Nguyên nhân là bởi dưới góc độ bóng đá thuần túy thì cựu tiền đạo 35 tuổi không có lý do gì để tạo ra nhiều drama như vậy. Điều này thật ra chỉ có tác dụng khi cầu thủ năm nào theo nghiệp streamer, và đó là lúc nhân tố 35 tuổi cần một lượng view và comment khủng để giữ được sức nóng của mình. Tất nhiên ông bạn thân Lionel Messi thì vẫn luôn ở đó để thỉnh thoảng gọi điện kéo fan, nhưng có mỗi một cách thì đôi khi cũng nhảm. Vậy thì Aguero phải xoay sang đại kình địch của mình là El Puga, và Ronaldo có một sự thật là nội dung gây tranh cãi thường hot hơn cả những content trung lập. Do đó, Aguero không thể nằm ngoài xu hướng kể trên, và việc thường xuyên nhắc tên hai người đồng nghiệp cũ vẫn là một chiến thuật đúng đắn và hiệu quả vào lúc này. Danh thủ Nam Mỹ có vẻ không sai, các khán giả cũng chẳng sai, mà đó chỉ đơn giản là cách truyền thông hoạt động mà thôi. Tuy vậy, cánh báo chí cùng người hâm mộ có công việc của họ, nhưng giới cầu thủ đơn giản chỉ cần làm thật tốt nhiệm vụ của chính mình. Nguyên nhân là bởi sự vĩ đại của những ngôi sao suy cho cùng vẫn sẽ đến từ các màn trình diễn trên sân cỏ, với bằng chứng rõ ràng nhất là số lượng danh hiệu cũng như bàn thắng hay kiến tạo. Vì vậy, dù ai có nói Ronaldo là cầu thủ bình thường, thì tự bản thân những thống kê mà ngôi sao người Bồ giành được cũng sẽ là lời đáp trả hữu hiệu nhất. Do đó, các fan của cầu thủ này hãy cứ yên tâm về vị thế của thần tượng và đừng quá buồn lòng với những ý kiến trái chiều xung quanh chân sút 38 tuổi. Hoặc thậm chí ở một kịch bản thú vị hơn thì khi CR7 giải nghệ, tiền đạo người Bồ có thể trực tiếp góp mặt trong một buổi trò chuyện với Aguero để có thể giải thích cho cựu sao Argentina hiểu thế nào là may mắn và tiêu chuẩn của cầu thủ bình thường. Nếu điều này thực sự diễn ra thì có khi trụ cột một thời của La Albiceleste cũng chẳng ngại ngần mà sẵn sàng gọi ngay cho người bạn thân Lionel Messi để nói về những chủ đề hay hơn, như làm cách nào để có thể vô địch World Cup chẳng hạn.